tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Hồng Kông vào tháng 6. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã nhận lời mời từ phía Hồng Kông, Trung Quốc cho hai đội tuyển đấu giao hữu dịp FIFA Day. Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Hồng Kông, Trung Quốc diễn ra lúc 19h30 phút ngày 15 tháng 6 tại sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng. VFF đã nhận lời mời đấu giao hữu từ phía đối thủ và qua thảo luận đã quyết định chọn Hải Phòng làm điểm tổ chức. Đây là lần đầu tiên kể từ sau SEA Games 22 năm 2003. Sân Lạch Tray mới đăng cai tổ chức một trận đấu quốc tế của một đội tuyển bóng đá quốc gia. Trước đó, Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Văn Trần Hoàn, hiện là Ủy viên Ban chấp hành VFF khóa 9, từng xin đăng cai tổ chức một số trận đấu của các đội tuyển nam quốc gia ở sân này nhưng không thành công. Hồi tháng 3, VFF cũng được phía Liên đoàn bóng đá Hồng Kông, Trung Quốc mời tổ chức cho hai đội tuyển đấu giao hữu dịp FIFA Day nhưng từ chối. Hồng Kông, Trung Quốc sau đó đá hai trận với Singapore và Malaysia, lần lượt giành kết quả hòa 1-1 và thua 0-2, tuyển Việt Nam không đá trận quốc tế nào trong dịp này. Tuyển Hồng Kông, Trung Quốc hiện xếp hạng 147, còn tuyển Việt Nam hạng 96 trên bảng xếp hạng FIFA. Ở hai lần chạm trán gần nhất năm 2014 và 2016, Việt Nam đều giành thắng lợi. Tuyển Hồng Kông, Trung Quốc được dẫn dắt bởi huấn luyện viên John Anderson, thầy cũ Nguyễn Công Phượng ở câu lạc bộ Incheon United năm 2019. Trận gặp Hồng Kông, Trung Quốc là trận quốc tế đầu tiên trong năm nay của tuyển Việt Nam kể từ sau chung kết AFF Cup 2022. Đây được nhận định là đối thủ vừa tầm để huấn luyện viên Philippe Chaussier thử nghiệm lối chơi và nhân sự. Huấn luyện viên Chaussier và cộng sự đang nghỉ ngơi sau khi cùng U22 Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games 32, huấn luyện viên người Pháp sẽ sớm bắt tay vào việc lên danh sách đội tuyển và tổ chức tập trung đội từ ngày 7 tháng 6.